Huy leo. Huy leo. Đó là khoảnh khắc bùng nổ tại sân bóng đá trường Đại học Tây Nguyên. Tuyệt phẩm của Huy leo. Bàn thắng quá cảm xúc của Huy leo. Bàn thắng vàng tại vòng đấu thứ 3 này. Nó có thể sẽ là khoảnh khắc của vòng đấu thứ 3 này. Sau thất bại tại chung kết của Đắk Lắk Champions thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một pha sút quá đẳng cấp đến từ Huy Lẹo. Một sự thay đổi người chính xác của huấn luyện viên Tuấn Anh. Cái chân trái vô cùng ma thuật. Tiếp ra sông Hàn. Đổi sang dứt điểm rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho anh em Hyundai Sông Hàn. Và đó là Đình Hóa. Đình Hóa vẫn tỏ ra rất nguy hiểm với những tình huống bóng nhanh. Và vừa rồi đó là một cú quăng chân đầy chất lượng của Đình Hóa. Đúng như tôi đã đề cập, những pha bóng chết sẽ làm nên chuyện ở pha bóng này. Những nhịp nhấn nhá đầy khó chịu của Văn Nhật khiến cho hàng phòng ngự của Hiếu Hà Nẵng mất đi phần nào sự tập trung. Khá nguy hiểm, đưa sang, cơ hội, bàn thắng gỡ hòa đã tới dành cho Hiếu Hoa Đà Nẵng. Và cái tên được ghi lên một điểm không ai khác vẫn là Hiếu Phu Sàn. Những sự thay đổi trong hiệp đấu thứ hai này của Hiếu Hoa Đà Nẵng đã tạo ra sự khác biệt khi Ngọc Đen là người đã nhả lại một đường nhả rất vừa tầm của Ngọc Đen dành cho Hiếu Phu Sàn. Và mới một cầu thủ đẳng cấp. Cơ hội dứt điểm. Đó là câu trả lời. Đó là câu trả lời của anh em Nghĩa Đa Sông Hàn. Niềm vui của Hiếu Hà Nẵng không kéo dài được quá lâu. Cú đúp của Đình Hóa. Câu trả lời gần như là ngay tức thì. Phút thứ 43, Hiếu Hà có được bàn thắng gỡ hòa. Thì đến phút thi đấu thứ 44, Đình Hóa một lần nữa đưa với FDA Sông Hàn một lần nữa vươn lên. Một pha bóng mà sân trơn khiến cho Tuấn Đình không thể phán đoán được điểm. FDA Sông Hàn khẩn trương. Thành Tuấn, đó là đẳng cấp của đội Hiếu Phú Sàn và Tuấn Đình. Lưu truyền chuẩn xác đến từng mm của Hiếu Phú Sàn. Và Tuấn Đình là người cũng đã cho thấy đẳng cấp của mình với quả bất vô lê này. Không phải là một cú bù, đó là một cú đá bằng lòng trong. Cú đá rất hay. Đây sẽ là cơ hội. Và đó là tình huống kết liễu của trận đấu này. Đó là bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã qua kỹ thuật của Tuấn Đình. Tuấn Đình một lần nữa trở thành cơn duyên. Dứt điểm. Một không dành cho Bê Tông 26 Gia Lai. Khởi đầu chậm, tuy nhiên thì các cầu thủ Bê Tông 26 Gia Lai đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Một tình huống tận dụng quá nhanh, rất hiệu quả. Một tình huống gây ra được sự bất ngờ. Các cầu thủ Tâm Cường Phát Gia Lai đã hướng về vị trí của Minh Hèo và để quên vị trí của Ân Tới. Một pha ra chân vô cùng ấn tượng. Một tình huống phối hợp hay, bảo lửa cho thấy được kinh nghiệm của mình. Trận derby của chúng ta đã có được bàn. Đánh đầu! Một đều! Đội trưởng Thanh Tấn là người đã ghi bàn. Sau rất nhiều cơ hội bóng bổng, lần này đã có cơ hội dành cho Tâm Cường Phát Gia Lai. Tận dụng cơ hội quá hay. Đường truyền tuyệt vời của Dung.
Và đội trưởng Thanh Tân với một pha lắc đầu hoàn hảo đánh bại thủ thành Hùng. Cả những cả trận đều chưa có bàn thắng. Đấu cùng giờ đầu này vẫn đang có tỷ số hòa không đều. Lê Anh, một cầu dành cho Hội đồng Hương Đăng Đồng. Đó là bàn thắng đầu tiên của đội bóng này tại DPLS và bàn thắng rất ấn tượng. Anh hướng ngay tới những cổ động viên của đội nhà. Đứng xoay người dứt điểm lần thứ hai của Lê Anh ở trong hiệp đấu này, và lần này thì tỷ số đã được mở. Và sẽ đi rất hay để loại bỏ như vậy của Đồng Tây Nguyên. Tiếp tục là những chuột chấp đời cờ đến cho Hội đồng Hương Đắk Nông. Lần này Vũ Sẹo là người đã lập công. Vũ Sẹo bằng cách một cách rất chủ động đã khiến cho hàng phòng ngự của Đồng Tây hoàn toàn đứng lên ở trong pha bóng này. Người đã không thể có Vũ Sẹo kịp với Vũ Sẹo, đó là Phan Anh. Không ai kể Vũ Sẹo cả. Bàn gió thì bây giờ trận đấu đang trở nên kịch tính hơn. Đây sẽ là những pha bóng cuối cùng của trận đấu này.